Mình thành ở Sài Gòn, xong học ở Sài Gòn đi, đòi đi đâu vậy trời? Đức hả? Đi với ai? Dạ. Em đi với ai? Dạ đi với ba mẹ. À chào anh chị nha. Sao tự nhiên chó đi chị? Ở nhà nha, gần trai gần mẹ nha. À dạ em nhớ mà. Bây giờ em có câu hỏi cho thầy không? Dạ. Học có thì có ở ký túc xá không hay là ở ngoài? Dạ chắc ở ký túc xá quá. Thoát bố mẹ. Thôi xuống tụi Đức ở đi. Lâu lâu về nhà, cuối tuần về nhà được rồi. Dạ. Anh chị ok không? Thế là cho nó xuống dưới tụi Đức ở. Để có cầu vùng Ninh Xuân á. Chưa biết cái thời điểm thế nào thầy. Đoạn 8 là em học rồi, đoạn 8 là khai giảng là học luôn rồi. Kiểu mà học khuôn như này thì sẽ khác, còn nếu mà học buổi sẽ khác. Không, nó phải tự học nữa rồi, không có trợ giảng rồi nữa tụi mình. Nói chung là học cường độ cao, ngày phải mười mấy tiếng. Tức là em học, em ở dưới đó thì em có thầy cô, rồi có các anh chị trợ giảng, rồi có các bạn hỗ trợ. Chứ về nhà thì bố mẹ đâu có dạy tiếng Đức được. Khổ vậy. Không, cái đó là do lựa chọn thôi nha, cái này không bắt buộc. Tùy, còn ví dụ như học á, thì nó tùy giai đoạn. Lúc đầu thì phải học ít thôi, một buổi, full buổi. Rồi sau đó thì tự học, rồi học theo nhóm, rồi bắt đầu phải bắt cặp, rồi ấy rồi mới dò bài nhau được chứ. Đấy. Còn cái lớp sắp tới thì là dự kiến là học buổi chiều. Dưới đó thì mát mẻ, cây cối nhiều. Rất là học buổi chiều hả? Cái khóa sắp tới, em dự kiến là sẽ học buổi chiều. Chiều là 1:30 tới 4:30. Thì tùy em mà, cái đó thì gia đình tính toán thôi. Còn giai đoạn nào cần mà muốn tổng... là nằm ở lúc nào vậy nhỉ? Nó là... Đường dạ. Số 9 hay là đường số 9 đó? Đường số 7. Số 7. Thực ra nó có hai cổng. Cái cổng chính là nó nằm, cái cổng mà đang đi vô là nó ở quốc lộ 1K. À. Hẻm 21. À. Còn cái cổng bên kia, cổng kia rộng hơn thì tụi em hôm nay bắt đầu mới thi công cái cổng bên đó. Tức là tụi em xây cái trung tâm tiếng Đức trước. Sau đó cái trung tâm tiếng Anh là trung tâm tư bên xuất khẩu lao động đó, thì là ở cổng bên kia. 1K nằm cũng 1K đi đi gần gần Bixi luôn. Anh biết Bixi gì ăn ta? Bixi biết Bixi mà qua cầu qua cầu. Qua cầu đúng rồi, qua cầu á là bên phía tay trái. Là khoảng một cây cách cái cầu một cây. Thì chỗ đó mà về Bình Thạnh thì chắc khoảng tầm chục cây. Ông Văn Khiêm của em. Thì đó tùy gia đình tính toán à. Ngại thì ở dưới đó rồi cuối tuần về tùy. À, nó cũng tùy đợt đó chị. Nếu mà đợt này thì chắc là tụi em đưa xuống dưới Thủ Đức để cho dưới đó hoạt động, về trên này nó cũng đông. Thì có thể mà em học một thời gian dưới đó mà em muốn học Tân Phú thì nếu mà cái lớp nó tương đương thì em lên Tân Phú học cũng được, đó thì cũng thoải mái thôi. Không vấn đề gì cả. Còn cái lớp mà tháng 8 này thì phải học dưới đó. À, lúc đầu thì tất nhiên là phải theo lớp, rồi sau đó bắt đầu theo kỹ năng á, bắt đầu là nó có thể em sẽ học chồng chéo các lớp với nhau. Bởi vì có bạn thi kỹ năng này trước, đăng ký thi cái này thì bắt đầu người ta sẽ sắp xếp một cái lớp như vậy. Bởi vì tiếng Đức á, là mình thi từng kỹ năng, nó không giống như tiếng Anh là em làm một cục. Đấy. Nên là lúc mà học kỹ năng mà luyện thi á, thì sẽ chia lớp. Yeah. Mà học thì cũng có rớt nha, rớt lớp. Thi mà không đạt là cho rớt lớp. Ở đây thì thầy thấy là muốn y tế hả? Dạ. Cả mấy nè? Dạ, 58. 8 thì cũng vừa vừa. Nhưng mà lỡ người ta không nhận em sao? Để em làm đi ngành khác không? Vì nó có rủi ro đó mà, phỏng vấn mà. Có phương án 2 chưa? Phương án cái nghề gì? Dạ, chắc theo kiểu làm bánh đó thầy. Làm bánh được không chị? Có khiếu gì không? Chưa học gì hết, mới học của thông ra đâu. Không, ý là chị thấy nhà nấu ăn nó có tham gia với chị không? Không bao giờ. Không biết chị chơi với bạn ra cho nhà không bao giờ. Còn đủ không? Không thì làm bánh thì cũng được. Nếu mà em thích kiểu làm bánh, thích nghệ thuật, thích kiểu như là sáng tạo á, thì nghề đó là hợp. Nhưng bạn này thì hơi ngây thơ chị ha. Chắc em nghĩ là nên bỏ ra ngoài đi. Cái đó từ gia đình anh chị thôi, nhưng mà ý là để cho nó dạng hơn á. À, thấy giống như tờ giấy trắng. Nhưng mà nhóm học tiếng Đức được không vậy? Cũng mất cả năm á, không dễ ăn đâu.
Anh chị có câu hỏi gì cho em thêm không? Thầy, nếu mà học tiếng Đức mà dài 3 tháng mà nhắm học nổi nhảy qua tiếng Anh bạn đi Úc được. Thầy gì kỳ vậy? Tại sao không đi Úc luôn đi, em dạy tiếng Anh cho. Chị tính, bởi vì đi Úc là phải chứng minh tài chính nha chị. Còn đỡ mà không chứng minh tài chính thì đi Canada là mình đóng một cục á. À, tùy cái tài chính của anh chị à, còn nó kiểu mà em thích Úc hơn, thích Đức hơn nè, nói thiệt đi. Dạ, thích Đức. Mẹ lo với Úc được mà không đi Úc. Thì nói thầy là tính phương án chị cũng đang khổ. À, sợ chị cũng đang nổ chờ. Mình trở tay chứ mình lao cái thì thấy là nó sự quyết tâm rồi. Tại vì nó ở Việt Nam rồi á, thì mình phải cái... Không, thực ra cái đó thì chả ảnh hưởng gì anh, nói chung thì... thì nó không có vấn đề gì cả, vì nó là tới tuổi ăn tuổi học thôi, còn lại là có học phải có bằng. Em nói thẳng ra chị là học mà muốn ra thành tựu ít nhất phải 6 tháng lúc đó chị mới biết được. Còn có đứa nó thì nó rớt mười mấy lần nó mới đậu. Quan trọng nhất là nó có thực sự ăn sống gì như là ta sống còn với cái mục tiêu của nó hay không thôi. Chứ bây giờ nó có 18 tuổi, ví dụ như anh chị thì còn có tính hai hàng như vậy được, vì mình lớn. Đấy. Chứ còn bạn này có cái tuổi học không mà nó có phải lo nghĩ gì đâu, mà mình cũng đâu có vấn đề gì gọi là thua kém người ta, đúng không? Có thể cái bạn thông minh hơn thì bạn sẽ học nhanh hơn. Đấy. Còn ví dụ như mình giả dụ là mình học chậm hơn thì các bạn có thể đi sớm hơn mình một vài tháng, bình thường đâu có vấn đề gì đâu. Cái cuộc sống, cái thành tựu của mình nó đâu có phải là vài tháng em, ít nhất phải 5-10 năm nó mới khác biệt. Đó, bây giờ mẹ đang lo không có niềm tin với em đó, đang tính hai hàng kia. Bây giờ em tính làm sao? Càng sẽ kiến học tiếng Đức. Ráng, còn phải lấy được bằng tiếng Đức. Ráng. Còn không á thì nếu muốn làm điều dưỡng á, đi muốn học cái ngành mà nó đi nhanh đi dễ là đi New Zealand cũng được. Đi cái 5.5 á. 5.5 là qua đó học level 4 là sau đó đi làm 2 năm rồi sau học tiếp lên level 7 là đi làm chính thức. Đấy. Thì lúc đó con dùng tiếng Anh. Đấy. Và cái nghề điều dưỡng thì ở đâu nó cơ hội định cư cũng cao hết đấy. Đó. Thằng Úc á, nó có một cái vấn đề đối với nghề điều dưỡng là cái này em phải nói trước cho anh chị, đó là cái yêu cầu về mặt IELTS rất cao. Nó là nó bắt học một lèo á, nên nó đòi là cái trường mà dễ nhất phải 6.5, đa phần là 7 chấm IEL khó lắm anh. 7 chấm IEL là tương đương với gần C1 của tiếng Đức rồi, hiểu không? Nên là anh chị cũng phải tính cho kỹ. Thì đó em nói các hướng luôn nha anh chị vậy đó. Mầm non 6.5. Nhưng mà ba mẹ thì muốn Úc em Canada, à, Đức thì tính sạch. Hay là tung cái đồng tiền lên là tính. Bởi vì nếu mà anh cứ học rồi anh bỏ ngang nó rồi là mất tiền của gia đình đó, em không muốn vậy. Nên là mình thà mình chậm một tí nhưng mà mình lại chắc. Đấy. Mà tiếng Anh của em hiện tại bao nhiêu rồi? Sao rồi? Chưa học, chỉ có học trong phổ thông mà. Trước giờ chưa đi học trung tâm luôn à? Chưa. Ồ, em hay ta, ở Sài Gòn thường người ta hay đọc trung tâm mà. Lì ha. À, thi tốt nghiệp được mấy điểm? Dạ 6 chấm mấy à? 6, 26. Không, tiếng Anh á. Dạ 6 chấm mấy. 6.8. 6.8 thì bạn này năng lực tiếng cũng vừa, không phải là giỏi. Đấy. Thì nếu mà em học mà em nghĩ nha, nếu mà để mà học mà tiếng Anh mà đi Úc thì cái thời gian cũng gần tương đương với tiếng Đức để mà đủ điều kiện anh. Còn cái chỗ bên Đức nó có cái ngành làm đẹp không nè? Có ngành đó là phải nó có hai tình huống là nếu mà học được các cái đơn trường công á thì là có thể là được học miễn phí, mà ít lắm. Trường công ít đa phố vì chỉ biết tại sao là cái ngành làm đẹp bên công rất là ít, là bởi vì nếu mà mình là công dân Đức đi, mình có bảo hiểm có này có kia đi làm đẹp là không có được miễn phí,
đó là nhu cầu cá nhân mà. Sức khỏe thì được miễn phí, nhưng mà làm đẹp này, làm răng này không có được miễn phí, nên đa phần là tư nhân. Mà tư nhân học người ta dạy cho em á thì là phần lớn là họ sẽ thu phí. Đấy, và bữa thầy có cũng có nhiều người hỏi, thầy cũng có nói là thầy có người bên Đức mà. Đấy, cô giám đốc kinh doanh của thầy bên đó thì học là khoảng 6-8 ngàn euro một năm, không có lương nha. Lương thì học rồi lương em tự đi làm, tự trang trải ăn ở. Tất nhiên đi làm là em trang trải được rồi, bố mẹ không cần phải nuôi đâu, đủ để nuôi, chỉ là cái tiền học 6-8 ngàn là nhiêu tiền thôi, khoảng 200 triệu thôi. Thì cái đó là miễn phí, thì cái đó học là được miễn phí. Dạ, 3 năm và tiếng Đức là B2. Dạ. Khi mình đặt chân vào đó thì mình mới vô trường học liền hay mình học tiếng Đức luôn? Nó sẽ đào tạo tiếng Đức trước. Bởi vì mấy bạn này cái nền ngôn ngữ nó phải rất là quan trọng, nó cái khối y tế. Thì tất nhiên lúc đó em sẽ được đi làm hướng dẫn những cái cơ bản rồi cũng bắt đầu có lương rồi. Đấy. Coi như là qua là học B2 rồi xong khi nào lấy được chứng chỉ B2 thì mới vào trường thử. Không, nó sẽ tích hợp với dạy luôn á. Rồi em phải có B2 em mới ra trường được. Nhưng mà cái nghề này thì nó đặc thù á, sẽ vất vả, giờ giấc nó cũng khó khăn. Còn tiếng khó hơn người ta. Còn tất nhiên thì nếu mà học được thì nó lại bền vững kiểu vậy. Nó thiếu. Bây giờ mình cứ học tiếng Đức là xong được, học vấn thì đến khi mình chọn ngành nghề thì vẫn thoải mái gì đâu sao. Dạ, không sao, đâu ảnh hưởng gì. Còn bởi vì nếu mà chỉ tính đi tiếng Anh á, nó sẽ bị là ví dụ như nó học gần năm đi, 7 tháng nó không thích tiếng Đức nữa. Lúc đó mình tua lại cũng mất thêm một năm tiếng Anh nữa. Nên là anh chị phải tính cho kỹ. Mình cái nào chốt cái thôi. Tại vì nếu mà nó học điều dưỡng là đòi hỏi cũng phải có tiếng Anh không? À không, 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 không cần. Vì đối tượng phục vụ mình người Đức mà, tiếng Anh chi đâu. Có là lợi thế. Tại chỉ có B2 thôi. Dạ đúng, cái đó là cái chính, cái cốt lõi. Thì bây giờ về con phải thống nhất với bố mẹ. Vì đường nào cũng phải đầu tư cả năm hết á, chứ không dễ ăn đâu. À, thì bây giờ mình sẽ tính toán là đi nước nào. Thống nhất rồi thầy, tại vì thống nhất rồi. Tại vì cái đó là có mình tính tính cái tình huống, cái tình huống mà nó. Dạ thì ra vẫn không sao cả, chẳng qua là em nói trước cho anh chị, ví dụ như lỡ nó bỏ như vậy thì nó cũng mất năm để học tiếng Anh nữa. Thì nguyên tắc mà khi mà cái hướng một mà không như ý muốn, hướng hai thì chắc chắn phải đẩy một thời gian mà. Dạ. Nhưng mà em phải chứng minh cho bố mẹ là em làm được chứ, đúng không? Nhưng mà tối đa là thường mấy bạn học tối đa là khoảng bao nhiêu? Thực ra tối đa thì cũng không có. Vì thực ra có đứa nó học nó chậm hơn, có đứa này đứa kia, còn đứa nhanh nhất là 6 tháng, còn đa phần là 8-9 tháng, 5 đổ lại. Do mình thôi, mình muốn nhanh thì mình phải cày cuốc tập trung thôi. Thì cứ xác định tinh thần năm đi. Rồi. Nhưng mà em phải cố gắng em làm được chứ, bằng mọi giá phải làm được để chứng minh cho bố mẹ thấy là mình cũng không phải là dạng vừa. Dạ. Được không? Thì bây giờ mấy khóa đầu mà nó ở nhà rồi xong mấy vô mấy cái khóa mà tiếp theo thì nó ở ký túc xá thì vẫn được hay là ngay từ đầu ở ký túc xá? Không bắt buộc á. Muốn ở lúc nào cũng được, không phải như chị ở ngoài sau đó chị hứng gì vô cái túc xá gì ở được, có sao đâu, cái đó dễ mà, báo bằng quản lý là thì cái đó tùy thôi, đâu có nhất thiết đâu. Còn cái gần nhất là tháng 8, còn tháng nào cũng có lớp á, nên là anh chị thoải mái không vấn đề gì cả. Sao? Mười hai năm vất vả quá hả? Kéo dài qua tháng 8 là ta kể đi, còn 2 tuần nữa chứ nhiều. Bây giờ tiếp tục nghỉ ngơi ha, hồi sức cấp cứu ha. 12 năm học rồi. Rồi, có gì đâu chị? Câu hỏi gì thầy? Coi nhưng mà cái nó học cái ngành nó được không thầy? Thầy số học á hả? Dạ.
thử chốt rồi, không cần coi. Thường mấy bạn mà kiên định thì em không cần coi vì nó rõ ràng. Có những đứa mơ mơ màng màng thì em mới coi thôi. Thì để thử coi, Nguyễn Thùy Ái Như. Cái này coi có khi biết đâu ra tuổi lấy vợ, lấy chồng nè. Không đúng, em thấy em đúng với em. Biết đúng người ta, em biết. Cái này nó chỉ tham vấn về mặt nghề nghiệp thôi, chứ còn lại nó không phải bói. 10 tháng 5 đúng không? Ngày dương lịch đúng không chị? 16. À, tháng 6 sinh nhật. Trước giờ có người yêu chưa Như? Dạ chưa. Chưa luôn. Ý là có ai tỏ tình chưa? Thì phải có người tỏ tình mình, ít nhất mình cũng có được lần từ chối. Ví dụ. Bởi vì em hỏi cái đó là bởi vì sao? Nhiều khi nó vô nó học bắt đầu yêu đương. Thầy nói thẳng như thế này nè, em yêu ai mà có thể kiểu hơn em á, chứ bây giờ vô yêu ông học tiếng Đức lẹp ba lẹp bẹp như em á, không lo được cho em đâu. Đúng chị. Đấy, không người yêu ông nào có quốc tịch Đức luôn đi cho nhanh. Thực tế chứ. Yêu yêu nhưng phải thực tế chứ. Bạn này thì chỉ số cảm xúc cũng cao đó ha, có hai đích ước luôn ha. Đường đời số 6, bạn này sống kiểu tình cảm này. À, hướng về gia đình nhiều. À, 30, 30 mới lấy chồng. Mình lấy sớm. Lấy sớm không chơi được đâu. Em phải đi du lịch trải nghiệm rồi chứ. Tự nhiên có con vô là khó liền á. Với Hòa Đức á, người ta cũng chả quan tâm em tuổi á. Miễn sao em hạnh phúc là được. Như là một số. Chỉ số đây là chỉ số của người mẹ. Sống yêu thương, trách nhiệm, chăm sóc, muốn làm những cái việc đóng góp cho xã hội. Thông minh, chững chạc, chưa chững chạc lắm của mình, cũng thông minh đó bạn này, không phải ấy đâu. Những khuyên lắng nghe, có thể đưa ra những lời khuyên lắng nghe những người khác, có thể giúp đỡ người ta này. Nghề nghiệp thì phù hợp với những cái ngành nghề như là nhân đạo, nhân văn, chữa lành, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, lập lập là thì được. Với bạn này thì các bạn này có một cái năng lượng bình an á, được. Nhưng mà cái nghề này thì ổn. Thì quan trọng là cái tiếng nó khó hơn nhỉ? Bởi vì B2 mà người ta B1, em là phải B2. Ví dụ như các bạn đậu B1 á, là chỉ cần 60 điểm là các bạn đậu rồi. Yeah. Bản thân em phải đặt mục tiêu là trên 80 điểm, đúng không? Yeah. Em phải đặt cái mục tiêu đó để cho em cố gắng. Ví dụ như người ta học 10 tiếng, em học 12 tiếng như vậy. Rồi ok chị, được.